Thanh Tâm xin chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về diễn biến của dịch bệnh SARS-CoV-2 trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 25 tháng 7, Việt Nam có thêm 3.979 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 20 địa phương khác. Hành khách khóc thét ở sân bay Tân Sơn Nhất sau một thông báo. Phó Thủ tướng thành phố Hồ Chí Minh cách ly xã hội nhưng xe vẫn đổ ra đường ầm ầm. Sau đây là tin chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, Việt Nam có 3.979 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 20 địa phương khác. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 25 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 3.979 ca mắc, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.328 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 94.913 ca mắc, đã có hơn 4,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng ở nước ta. Thông tin các ca mắc mới. Tính từ 19 giờ ngày 24 tháng 7 đến 6 giờ ngày 25 tháng 7, có 3.979 ca mắc mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 3.973 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.328 ca, Bình Dương 881 ca, Tiền Giang 218, Đồng Nai 134, Tây Ninh 127, Khánh Hòa 82, Vĩnh Long 50 ca, Bến Tre 33 ca, Cần Thơ 18, Trà Vinh 17, Kiên Giang 17, Đà Nẵng 16, Phú Yên 14, Hà Nội 11 ca, Sóc Trăng 9, Bình Phước 6, Bắc Ninh 4, Hậu Giang 3, Đắk Nông 2, An Giang 2, Nghệ An 1, trong đó 922 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 25 tháng 7, Việt Nam có tổng 94.913 ca mắc, trong đó 2.178 ca nhập cảnh và 92.735 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 91.165 ca, trong đó có 14.809 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình. Tình hình điều trị. Tổng số ca được điều trị khỏi là 17.583 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 130 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 ca. Hành khách khóc thét ở sân bay Tân Sơn Nhất sau một thông báo. Thành phố Hà Nội bất ngờ thông báo không có chỗ cách ly cho khách đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trọ đã trả, khách sạn đóng cửa, không phương tiện di chuyển, nhiều người phải bám trụ lại sân bay giữa đêm. Sự việc nói trên xảy ra tối ngày 23 tháng 7 tại Cảng Hàng không Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Gần 300 hành khách có vé đi chuyến bay của Vietnam Airlines tới Hà Nội không thể làm thủ tục khởi hành như theo kế hoạch. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng triển khai bán vé theo kế hoạch khai thác từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Dự kiến chuyến bay được thực hiện bằng tàu bay thân rộng Boeing 787. Có gần 300 hành khách đi chuyến bay rời thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi tới sân bay để làm thủ tục thì nhận được thông báo từ thành phố Hà Nội là không có chỗ cách ly. Chúng tôi đã buộc phải dừng làm thủ tục chuyến bay cho hành khách, đại diện Vietnam Airlines thông tin. Cũng theo vị đại diện này, hãng sẵn sàng vận chuyển hành khách theo chỉ đạo và phân bổ khai thác của nhà chức trách. Tuy nhiên, việc phải dừng bay đột ngột là điều bất khả kháng và vượt thẩm quyền giải quyết của Vietnam Airlines. Khi nhận được thông tin từ cơ quan có trách nhiệm, Vietnam Airlines đã thông báo cho hành khách để nắm được tình hình và thay đổi kế hoạch đi lại. Tuy nhiên, nhiều hành khách đã tới sân bay và gặp khó khăn trong việc quay trở lại nơi lưu trú. Nhiều hành khách đã trả nhà ở, trả chỗ trọ. Thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách nên các khách sạn cũng đóng cửa, trong khi đó cũng không có phương tiện để di chuyển rời khỏi sân bay. Chúng tôi thấy rằng thời điểm đó việc tìm nơi ở là điều khó khăn và khoảng vài chục hành khách đã chọn cách ở lại sân bay.
đại diện Vietnam Airlines nói và cho biết, dù là hủy chuyến trong trường hợp dịch bệnh bất khả kháng, nhưng hãng đã bồi thường thiện chí cho hành khách, hỗ trợ hành khách đổi chuyến, đổi ngày bay sau đó. Vị đại diện này cũng thông tin, ngày hôm qua, ngày 24 tháng 7, thành phố Hà Nội cũng thông báo tới Vietnam Airlines rằng không tiếp nhận chuyến bay chở hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, lý do là không có chỗ cách ly cho hành khách. Vì vậy, hãng không thể chở khách về Hà Nội dù có kế hoạch cung ứng 2 chuyến khứ hồi một ngày. Liên quan tới khách đi máy bay về Hà Nội bị từ chối, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho phóng viên Dân Trí biết. Theo quy định của thành phố Hà Nội, hành khách đến từ vùng dịch phải cách ly y tế tập trung. Hà Nội chỉ tiếp nhận chuyến bay, tiếp nhận hành khách khi có chỗ cách ly. Theo ông Cường, Cục Hàng không cho phép hãng khai thác 2 chuyến bay một ngày trên chặng Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các chuyến bay chỉ được cấp phép khi xác nhận đã có chỗ cách ly cho hành khách. Chuyến bay ngày 23 tháng 7, Hà Nội không có chỗ cách ly tập trung cho gần 300 hành khách nên hãng chưa xin cấp phép và Cục Hàng không cũng không thể cấp phép cho bay. Các chuyến bay sau này cũng sẽ thực hiện theo nguyên tắc có chỗ cách ly hành khách mới cấp phép khai thác. Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng đường bay về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Hà Nội, cơ quan quản lý hàng không đã điều chỉnh hoạt động khai thác hàng không từ các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội tới Hà Nội, giảm tối đa tần suất khai thác của các hãng. Trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội và ngược lại, Cục Hàng không cho phép thực hiện tối đa 2 chuyến chở khách một ngày và giao Vietnam Airlines khai thác, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến bay chuyên chở hàng hóa không bị hạn chế. Các chuyến bay nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh, phục vụ công tác công vụ sẽ xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. Các chuyến bay không thường lệ khác thực hiện theo yêu cầu và được phép của cơ quan có thẩm quyền. Về phía thành phố Hà Nội, công điện số 16 của Ủy ban Nhân dân nêu rõ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, Hà Nội tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch. Công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép. Được biết, hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã có báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải và đề xuất Bộ kiến nghị lên Chính phủ có cách giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hiện nay, nhằm đảm bảo khai thác các chuyến bay và đúng theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng nói thành phố Hồ Chí Minh cách ly Hà Nội nhưng xe vẫn đổ ra đường ầm ầm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lo ngại về tình trạng người dân vẫn đổ ra đường ở thành phố Hồ Chí Minh, dù thành phố đang áp dụng các biện pháp mạnh hơn so với chỉ thị 16. Tôi không hiểu các đồng chí triển khai thế nào, xe vẫn đổ ra ầm ầm khi tôi đi Củ Chi hay xuống quận 8 hôm nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói khi thị sát tại khu vực phong tỏa ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 24 tháng 7. Sáng cùng ngày, ông đã tới kiểm tra một số khu thu dung người nhiễm COVID-19 không triệu chứng F0 và điểm phong tỏa tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng cho biết, trưa cùng ngày, ngay sau khi đi thị sát khu cách ly ở Củ Chi, ông đã tới Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về lưu lượng xe và được biết vài hôm đầu thực hiện chỉ thị 16, lưu lượng giao thông giảm xuống 84%, nhưng tới hôm nay thì lưu lượng đã tăng lại và chỉ còn ở mức giảm 70% so với thông thường. Giãn cách như vậy thì làm sao chống dịch được? Phó Thủ tướng nói với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, đại diện Sở Y tế và lãnh đạo quận 8. Ông bày tỏ sự lo ngại về hiệu quả chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh khi lưu lượng xe trên đường vẫn tăng lên dù thành phố đang thực hiện siết chặt hơn việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh không thể chống dịch bằng văn bản mà cần thực hiện nghiêm ngay từ cơ sở với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Cái này chúng ta làm không nghiêm từ đầu, cần làm nghiêm ngặt hơn, nếu không thì sẽ không thể chống được dịch. Ông nhấn mạnh và yêu cầu thành phố cần lập lại kỷ cương cho việc thực hiện giãn cách. Trao đổi với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức lý giải lượng lớn người ra đường là shipper, người giao hàng, xuất phát từ nhu cầu của người dân. Ông Vũ Đức Đam cho biết sáng nay, ông chụp hình rất nhiều trường hợp 100% không phải là shipper mà là người mặc đồ thể thao, đi chơi. Tôi nghĩ chúng ta không thể tự bào chữa với nhau, nếu làm vậy thì sẽ không thể chống được dịch, Phó Thủ tướng khẳng định.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự thông cảm với nhu cầu người dân. Việc triển khai lưu lượng xe công nghệ đáp ứng nhu cầu của người dân nên vẫn cần đảm bảo. Phó Thủ tướng nhắc nhở thành phố cần tiếp tục hỗ trợ cho người dân ở khu vực khó khăn nhưng cũng rất cần thực hiện nghiêm chỉ thị về giãn cách xã hội để có thể làm tốt công tác chống dịch. Trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trưa ngày 24 tháng 7, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm cho biết, dù lưu lượng giao thông trên địa bàn đã giảm nhưng chưa đạt mức tối ưu đề ra và cần tiếp tục giảm xuống. Ông nhận định cần tăng cường đội ngũ vận chuyển hàng bằng xe hai bánh, shipper đúng mục đích. Ngoài ra, để tổ chức các đội vận chuyển hàng hóa chuyên dụng, bước đầu Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với một số hãng taxi truyền thống. Thời gian tới, Sở sẽ triển khai tiếp với các hãng taxi công nghệ. Mục tiêu là tiếp tục giảm lưu lượng giao thông trong thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu giãn cách theo chỉ thị 16 nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Tại cuộc họp làm việc với huyện Củ Chi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ông nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về những bất cập vướng mắc trong cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân khi thực hiện chỉ thị 16. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Củ Chi nêu rõ, bên cạnh việc yêu cầu người dân tuân thủ việc đối với các cửa hàng, siêu thị, chợ, điểm bán phải thực hiện nghiêm ngặt cách giữ khoảng cách và các điều kiện đảm bảo an toàn khác để đáp ứng yêu cầu điều trị trong tình huống số ca F0 tăng cao, lãnh đạo huyện Củ Chi đề nghị được thiết lập khu điều trị bệnh viện F0. Được thiết lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Củ Chi, đồng thời vẫn khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu huyện có kế hoạch chi tiết về nhân lực, trang thiết bị cần hỗ trợ, đặc biệt phải thiết lập ngay hệ thống oxy tập trung để điều trị hiệu quả trường hợp chuyển nặng, không để nặng hơn. Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, Phạm Thị Thanh Hiền, hiện một phần của huyện Củ Chi đã bị nhiễm dịch rất nặng. Huyện phải thực hiện truy vết, xét nghiệm thật quyết liệt các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch, khu phong tỏa. Trao đổi về vấn đề này, Phó Thủ tướng quán triệt những vùng còn an toàn như huyện Củ Chi, Cần Giờ và một số khu vực nhỏ trên địa bàn thành phố vẫn phải kiên trì chiến lược ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly và dập dịch. Không được có tư tưởng áp dụng các biện pháp chống dịch giống như những khu vực mà dịch đã ngấm rất sâu, rất nặng ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nói. Ông đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu chỉ đạo tập trung hỗ trợ xét nghiệm cho huyện Củ Chi nhằm củng cố khu vực an toàn vững chắc, khoanh chặt từng bước làm sạch những ổ dịch, khu phong tỏa. Yêu cầu thực hiện chỉ thị 16 là phải giữ khoảng cách người với người, nhà với nhà. Dù là vùng dịch, ổ dịch, khu phong tỏa hay vùng an toàn đều phải làm nghiêm mới chặn được chuỗi lây nhiễm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng, những bước dẫn của Trung ương, Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh dù điều chỉnh liên tục, nhưng nếu chưa tối ưu, những quận huyện như Củ Chi phải mạnh dạn, linh hoạt, vừa làm vừa điều chỉnh, đồng thời tổng hợp báo cáo lên cấp trên để kịp thời tháo gỡ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.